Sau 12 năm nỗ lực học tập, hôm nay cô học trò nhỏ nơi địa đầu Tổ quốc hôm nào đã trở thành tân sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Lần đầu bước chân vào ngôi trường đại học mà em hằng mơ ước, với cảm giác lạ lẫm nhưng cũng nhiều hứng khởi. Điều kiện kinh tế của vùng em đang còn khó khăn nên em muốn học ngành kinh tế để về phát triển cho quê hương của mình. Em rất bồi hồi bởi vì lần đầu tiên em bước chân ở con đường đại học. Băng rôn treo khắp sân trường chào đón tân sinh viên. Hàng trăm nghìn em đã chuẩn bị hồ sơ cần có để hoàn thiện nốt các thủ tục nhập học. Nhiều gia đình ở các tỉnh xa hôm nay đã đi thẳng từ bến xe về trường. Ai cũng háo hức chờ đón một chặng đường mới. Đi từ Thanh Hóa từ lúc 3 giờ sáng, nhưng mà ra đến trường quy trình nhập học thì nhanh, các anh chị rất nhiệt tình nên em rất là vui và hào hứng. Xe ra đến bến xe Giáp Bát, xong rồi xe trung chuyển từ Giáp Bát xuống đến trường của mình. Hiện tại thì cháu đang nhập học làm thủ tục đây, không khí rất chi là sôi động. Ngoài chuẩn bị chú đáo các điều kiện cho tân sinh viên trong quá trình nhập học, thì câu lạc bộ sinh viên cũng được các trường huy động tối đa. 70 câu lạc bộ sinh viên tham gia tư vấn cho tân sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã giúp cho các em sớm tiếp cận được những phương pháp học tập mới, nhất là nghiên cứu ở bậc đại học. Câu lạc bộ là khởi nghiệp, câu lạc bộ tư vấn, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, rồi câu lạc bộ núi vòng tay lớn để hỗ trợ sinh viên ngay từ những lúc đầu các em vào nhập trường. Cái sự tham gia câu lạc bộ thì các em sẽ được nhận được sự hỗ trợ của các anh chị khóa trên, khóa trước đối với lại các cái hoạt động chung của học viện, và trong đó thì có các câu lạc bộ để các em có cái môi trường trong việc sinh hoạt học tập. Ký túc xá là nơi nhiều tân sinh viên các tỉnh quan tâm nhất giai đoạn này. Các trường cũng đã hỗ trợ tối đa cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách để có chỗ ở ổn định cho chặng đường mới.